Bình Tinh từng bị khán giả phản ứng, kêu dừng diễn khi đóng vai ác. Trong chương trình Kính Đa Chiều, nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ một kỷ niệm khó quên với khán giả khi đi diễn Cúng Đình. Bình Tinh góp mặt trong chương trình Kính Đa Chiều lên sóng trên VTV9. Chia sẻ về trải nghiệm hát Cúng Đình trong chương trình Kính Đa Chiều, Bình Tinh cho biết ngày xưa không có nhiều sân khấu lớn để biểu diễn như bây giờ. Do đó, các nghệ sĩ thường tham gia hát ở các đình, chùa và phong tục đó kéo dài đến hiện nay. Tất cả nghệ sĩ ngày đó được ví đắt như tôm tươi. Một người có thể chạy sâu từ sáng đến tối. Còn nuôi kim tử long cho hay. Điểm đặc biệt của hát Cúng Đình ở Nam Bộ thường là các nghệ sĩ không có kịch bản. Do đó, người biểu diễn phải dựa trên nội dung chính để ứng biến và phải sử dụng điệu bộ để ra dấu cho nhạc công. Lý giải về điều này, Bình Tinh cho biết vì mỗi suất diễn Cúng Đình ít nhất phải 3 tiếng đồng hồ. Các nghệ sĩ không thể nào hát được hết tất cả những kịch bản và các nghệ sĩ cũng không thể hợp lại để cùng nhau tập nghiêm túc một vở tuồng. Tiếp xúc với nghệ thuật từ bé, Bình Tinh chiếm được tình cảm của khán giả sau thời gian miệt mài làm nghề. Chúng tôi gặp ai là hợp thành tuồng hát chứ không biết trước. Thường là hát cương. Tức là mỗi nghệ sĩ đều có trong đầu một tủ kinh nghiệm gồm rất nhiều kịch bản tuồng được ông bà để lại nên cứ theo cái cương, cái lăng đó mà hát. Chúng tôi tự đặt văn chương ra để hát, tới đoạn nào biết sẽ diễn ra sự việc gì thì cứ thế đặt văn hát tiếp với nhau. Vì thế muốn nghệ sĩ hát 1 tiếng, 3 tiếng hay 9 tiếng đều sẽ hát được, Bình Tinh bộc bạch. Một trong những yếu tố khiến cho việc hát Cúng Đình Nam Bộ được khán giả yêu thích là bởi tính tương tác cao giữa nghệ sĩ và người xem. Các ông bà cô bác coi xong giống như sống trong thời đó vậy. Bình Tinh cho hay. Nhắc đến hát Cúng Đình, Bình Tinh hào hứng kể lại kỷ niệm khiến cô không thể nào quên. Đó là khi con nuôi nghệ sĩ Kim Tử Long vào vai Phi Dao, khi đang diễn thì bị khán giả phản ứng. Nữ khách mời kể lại, tôi đang diễn thì khán giả phải bật dậy hét lớn, kêu tôi đừng diễn nữa, chịu không nổi vì quá ác. Họ nói vẫn yêu Bình Tinh nhưng không thích Phi Dao, đề nghị tôi vào thay độ nếu không sẽ ghét lây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.